chạm ngày hôm nay rất vui mừng được mời đến trường quay anh Đông Hải người đang sở hữu thương hiệu máy đọc sách Hải Kindle và hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn đọc thủ những cái kiến thức những cái thông tin về máy đọc sách một trong những cái thiết bị mà rất là hữu ích và tiện dụng trong cái việc là đọc sách vâng chào anh Đông Hải anh có thể cho bạn đọc của trạm biết là vì sao mà chúng ta lại nên lựa chọn cái việc đọc sách ở trên những cái thiết bị máy đọc sách thay vì là chúng ta đọc trên những cái thiết bị như kiểu là điện thoại hoặc là máy tính bảng không ạ? Ừ. Trên rất nhiều diễn đàn ấy thì có những người là khi mà hỏi về tư vấn máy đọc sách, ấy khi mà dự định sẽ bỏ ra một khoản tiền như này như này để mua máy đọc sách thì rất là nhiều người vào comment đấy là, ôi cái tiền đấy thì mua một cái iPad hay là một cái máy tính bảng khác mà dùng nó đa chức <laughs> năng hơn tại sao lại phải bỏ tiền để mua một cái thiết bị chỉ để đọc sách? Ồ với máy đọc sách ấy, với cái khái niệm máy đọc sách thì không chỉ là những người mà không đọc sách nhé mà những người kể cả những người là trong cộng đồng máy đọc sách thì cái khái niệm về máy đọc sách vẫn là một khái niệm tương đối là lạ lẫm mình gặp nhiều người và người 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 ta không hề biết là máy đọc sách là gì cả có những người hỏi mình là anh ấy máy đọc sách là cái máy mà mình cho sách vào đấy rồi nó đọc cho mình nghe à không phải <laughs> không phải quay lại câu hỏi của chị Ly là tại sao lại dùng một cái máy đọc sách thay vì chúng ta không đọc sách luôn trên những thiết bị chúng ta đang có như là điện thoại hay là máy tính bảng cái vấn đề nó nằm là ở chỗ ấy là cái công nghệ màn hình mà những chiếc máy đọc sách bây giờ đang sử dụng Đấy là gì? À, cái công nghệ màn hình mà bây giờ các máy đọc sách đang sử dụng hiện tại phổ biến nhất Đấy là công nghệ màn hình mực điện tử e ink Kata Đấy Thì với các nhà sản xuất người ta công bố rằng Các nhà sản xuất công bố nhé Còn tất nhiên là người dùng như chúng ta thì chúng ta không thể nào đo được một cách chính xác cả Nhưng mà người ta công bố là với cái công nghệ đấy Thì cái màn hình của các thiết bị máy đọc sách Nó có thể tái hiện đến 95% giống như là một trang sách giấy thật tức là khi chúng ta nhìn vào 95% tức là nó gợt, nó rất là cao đấy, tức là khi mà chúng ta nhìn vào cái sự hiển thị giữa uh, một trang sách giấy và một cái thiết bị máy đọc sách thì nó không có sự khác biệt nhau là nhiều. Ví dụ chị Ly chị thấy nó như thế nào? À, tôi thì từ góc độ cá nhân của tôi thì tôi thấy nó gần như là giống nhau. Cái sự hiển thị, cái độ rõ nét thì giữa sách giấy và thiết bị máy đọc sách thì tôi cảm thấy thậm chí tôi còn cảm thấy là máy đọc sách nó đang rõ hơn, dễ chịu hơn. Đúng rồi. À đấy. Cho nên là vấn đề là cái máy đọc sách nó giải quyết được cái vấn đề lớn nhất khi mà người dùng sử dụng những thiết bị là điện thoại hai máy tính bảng để đọc. Nếu như các bạn cầm điện thoại hai máy tính bảng để đọc thì mình chỉ áng chừng thôi, đâu đấy khoảng độ tầm 15 đến 20 phút nếu mà người nào đến mắt khỏe thì có thể đọc được khoảng 30 phút là sẽ bắt đầu có hiện tượng là đau mắt, nhức mắt hay là mỏi mắt khó chịu. Nhưng với máy đọc sách này thì nó gần như là một trang giấy mà cho nên chúng ta khi mà chúng ta đọc cái thiết bị này chúng ta có thể đọc trong một thời gian rất là dài, một tiếng, 2 tiếng thậm chí là Ví dụ như mình có những cái lúc mà ngày cuối tuần rảnh rỗi thì mình có thể đọc sáng rồi đến chiều đến tối đọc liên tục Và không cảm thấy một chút nào khó chịu khi mà phải nhìn liên tục vào cái thiết bị này cả Cho nên là cái câu chuyện đấy là tại sao chúng ta lại cần phải mua một cái thiết bị chỉ để đọc sách Nó nằm ở chỗ là cái màn hình này à, Và như các bạn thấy trên tay tôi thì đang có rất là nhiều những cái thiết bị máy đọc sách Và để tiếp theo thì uh, uh, xin uh, bạn Hải, bạn có thể cho bạn đọc của trạm biết được rằng là những cái ưu điểm của những cái thiết bị đọc sách này So với cả sách giấy thì nó như thế nào không? Ừ. Chị có biết là Cái tâm lý chung của những người dùng khi mà mua máy đọc sách lần đầu Họ báo lại với em như thế nào sau khi mua máy không? À, tôi nghĩ rằng là Có thể họ sẽ có một cái gì đó hơi bất ngờ Về những cái trải nghiệm đó Những cái phản hồi theo tôi đánh giá thì chắc là tích cực À À, đúng tích cực thì đúng nhưng mà có những cái phản hồi mà khách phản hồi mà là kiểu làm cho 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 em kiểu thấy buồn cười ấy đấy là người ta bảo anh em thấy hối hận quá mình bảo tại sao thế bạn bảo là tiếc quá biết thế em mua cái máy đọc sách thì sớm hơn rất ừ. tức là người ta không những hài lòng mà cực kỳ kiểu cảm thấy rất là vui vẻ thú thích thú với cái cái sự lựa chọn này của họ ấy thực sự mà nói thì mình bắt đầu sử dụng máy đọc sách từ khoảng năm 2013 7 năm rồi và trong cái quá trình mình sử dụng suốt 7 năm vừa qua thì thực sự mà nói là hãn hữu lắm thì mình mới cầm sách giấy để đọc Còn nữa thì mình sẽ ưu tiên cái việc mà sử dụng một chiếc máy đọc sách để để sử dụng hàng ngày cho cái nhu cầu đọc của mình Vậy thì so với cái việc mà đọc sách giấy thì máy đọc sách nó có những cái ưu điểm gì mà làm cho khách hàng người ta cảm thấy thoải mái, thích thú như vậy Cái đầu tiên ấy mà chúng ta có thể thấy ngay đấy là cái việc mà máy đọc sách nó có một cái kích thước trọng lượng nó nhỏ gọn hơn rất nhiều so với một cuốn sách giấy chị thử cầm hai chiếc máy lên thử xem đây là đây là cuốn sách giấy và đây là chiếc máy đọc sách tôi thấy rằng là cái việc mà cầm <laughs> sách giấy thì, thì chắc chắn là sẽ nặng hơn rất nhiều nặng hơn sao? rất là nhiều thiết bị như thế này. đây là chiếc máy là còn tương đối nặng nhé ví dụ như đây là chiếc bóc bóc hai chị thử cầm à. xem nó còn nhẹ không Ồ, ừ. cảm rồi. giác như là còn nhẹ hơn cả cái điện thoại của tôi đang dùng đúng rồi nó thực sự là nó nhẹ hơn chiếc máy này chỉ có hơn 150 trăm gram thôi tức là nó cực kỳ nhẹ nhỏ nhẹ và với một cái máy đọc sách này chúng ta có thể lưu đến vài nghìn cuốn sách vài nghìn cuốn sách chúng ta có thể lưu lại trong một cái thiết bị nhỏ nhẹ này mang vào ba à, chúng ta đi du lịch đi làm hàng ngày cho vào ba lô túi thậm chí nhá là túi quần túi áo vẫn cực kỳ thoải mái sách giấy không thể làm được điều đấy gần như nếu mà bạn nào đi làm hay đi du lịch mà mang một cuốn sách như thế này thôi chắc là các bạn chỉ có khả khả năng mang được hai cuốn thôi trong khi đấy thì mãu sách nó giải quyết cực kỳ tốt cho chúng ta trong cái việc mà lưu trữ và sử dụng hàng ngày Đấy là cái ưu điểm đầu tiên mà mình cho rằng là đáng kể nhất cho nên tại sao mà người ta đang càng ngày tìm hiểu và sử dụng cái máy đọc sách nó nhiều hơn. cái lợi ích thứ hai và cũng là lợi ích mà rất là đáng kể của máy đọc sách đấy là gì? máy đọc sách thì bản thân máy đọc sách nó đã có sẵn đèn ở trong này. À, những cái máy đọc sách ở khoảng tầm 2015 đổ về đây thì các nhà sản xuất đều cung cấp cho nó cái đèn LED ở ở trong thiết bị. cho nên là chúng ta có thể sử dụng cái máy đọc sách này ở trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh môi trường ánh sáng như nào ánh sáng tốt hay là ánh sáng không tốt ban ngày hay là buổi đêm chúng ta đều có thể sử dụng máy đọc sách này trong khi đấy thì chúng ta đọc sách giấy chúng ta không không thể như vậy được chúng ta bắt buộc sẽ phải có một cái nguồn sáng đủ tốt nguồn sáng mà mập mờ mà nó không đủ tốt nhé thì chúng ta vẫn đọc sách cực kỳ khó chịu và rất nhiều người bị cận không phải là đọc nhiều mà bởi vì là cái nguồn sáng nó không tốt trong khi đấy thì máy đọc sách nó giải quyết cái vấn đề về ánh sáng cho nên chúng ta không bị phụ thuộc vào cái điều kiện xung quanh khi chúng ta sử dụng cái thiết bị máy đọc sách nữa nó rất là khác với sách giấy Thêm một cái nữa đấy là cái bên sách giấy. Thì các bạn hình dung là một cuốn sách to nặng như này. Nếu như khi mình sử dụng sách giấy và đọc sách giấy thì đương nhiên mình sẽ phải có một tư thế ngồi nó thoải mái như này. Phải có ghế, phải có bàn và chúng ta không thể nào mà sử dụng một gần như không thể nào mà sử dụng một tay được. Chúng ta sẽ phải có hai tay, một tay giữ sách, một tay lật sách như thế này. À, còn tôi thì đang chỉ cần dùng một tay. Ồ oh, đấy, chị thấy chưa? Thậm chí nhé, cái cuốn sách này chị nghĩ thì chị có nằm đọc được với cuốn sách này không? Tôi nghĩ là không thể. Chắc chắn là không thể cuốn sách này mình áng chừng nó phải gần một cân đấy một cuốn này là còn tương đối mỏng đấy ví dụ chẳng hạn cuốn này là 770 trang nhé ví dụ chẳng hạn như của em có cái cuốn uh, Napoleon Bonaparte cuốn đấy là 1.200 trang và khổ còn to cuốn này hơn một cân thì cái việc mà nằm đọc với những cuốn sách như này thì là điều không thể trong khi đấy thì máy đọc sách các bạn thấy easy rất tiện lợi trên này chúng ta sẽ không bị bó buộc không bị bó buộc vào điều kiện ánh sáng không bị bó buộc vào tư thế chúng ta có thể đọc sách mọi lúc mọi nơi mọi tư thế nằm ngồi trên xe bus hay là buổi tối ban ngày chúng ta đọc nói chung là lúc nào bạn muốn đọc thì chiếc máy này nó luôn sẵn sàng và mang lại cho bạn cái trải nghiệm đọc tốt nhất có thể đấy ngoài ra thì với những bạn mà có cái thói quen là ví dụ như highlight, bookmark và nốt vào những trang sách mà chúng ta đọc ấy thì máy đọc sách nó làm điều đấy cực kỳ đơn giản cực kỳ tiện dụng đấy giả sử nhé khi mà chúng ta đọc sách giấy thì chúng ta nốt một vài dòng như này Highlight một vài dòng cái này thì khi chúng ta đóng cuốn sách lại và chúng ta muốn truy uh, tra cứu những cái chỗ mà chúng ta đã nốt và highlight thì đương nhiên chúng ta sẽ phải lật từng trang cái này đúng không? Nhiều bạn sẽ tiếc và không dám gập cái cuốn trang sách lại để mà dễ tìm thì các bạn sẽ bắt buộc phải lật từng trang cái này, nó rất là lâu trong khi đấy máy đọc sách không. Khi mà các bạn nốt và highlight vào trong những trang sách ở cuốn sách đấy thì nó sẽ thống kê cho bạn là những chỗ mà bạn nốt 1 2 3 4 5 bạn muốn truy cập đến cái chỗ mà bạn đã nốt đã highlight thì các bạn chỉ cần touch vào đấy thôi thì nó sẽ bạn nó sẽ chiếc máy này sẽ đưa bạn đến đúng cái trang sách đấy đúng cái vị trí đấy một giây là xong trong khi đấy cái việc đấy trên cuốn sách nó là cực kỳ khó khăn và phức tạp chưa kể ví dụ như còn những người mà có nhu cầu đọc và tra cứu cái nguồn tài liệu nước ngoài những cái ngôn ngữ phổ biến ví dụ như là anh pháp đức nhật trung quốc thì cái việc mà chúng ta sử dụng máy đọc sách nó lại giúp cho chúng ta tiết kiệm được thời gian rất là nhiều khi mà các bạn đọc những cái ngôn ngữ nước ngoài mà các bạn muốn tra cứu ấy thì các bạn không phải làm gì cả đâu rất đơn giản là các bạn chỉ cần giữ vào cái giữ tay vào cái từ mà các bạn đang muốn tra nghĩa của nó thì ngay lập tức cái bảng nghĩa nó sẽ hiện ra ở đây chúng ta sẽ không phải cần là đang đọc sách giấy xong lại phải cầm điện thoại lên hay là chụp ảnh hoặc là tay lại cái từ đấy không, chỉ cần giữ vào ngay cái từ mà chúng ta đang cần tra thì nó sẽ hiện ra nghĩa. Thì nó sẽ có những cái nhỏ nhỏ như vậy nó sẽ hỗ trợ tối đa cho cái nhu cầu đọc hàng ngày của mình. Và trong quá trình sử dụng máy đọc sách khoảng độ tầm 8 năm vừa rồi ấy, thì mình thấy rằng là với những cái nhu cầu cơ bản của những người đọc sách thông thường ấy thì những chiếc máy đọc sách nó giải quyết cực kỳ tốt. Cho nên tại sao mà nhìn chung những người lần đầu tiên tìm đến máy đọc sách họ cảm thấy hứng thú như vậy bởi vì không thể nghĩ rằng là có cái thiết bị mà nó hỗ trợ tốt cho cái việc đọc đến mức độ là là như thế này kiểu bất ngờ luôn đấy bất ngờ đang thấy hấp dẫn rồi và thưa các bạn thì đối với những cái thiết bị máy đọc sách như thế này thì với bản thân tôi thì đây cũng là những cái thiết bị mà rất là mới và những cái kiến thức về những cái thiết bị này nếu như mà bạn Đông Hải không chia sẻ thì chắc chắn là tôi cũng sẽ không có được và bây giờ thì Hải bạn có thể cho chúng tôi biết được rằng là với những người như tôi đi chẳng hạn tôi chưa bao giờ tiếp cận với máy đọc sách thì tôi nên mua những cái máy đọc sách như thế nào và ở những cái phân khúc giá như nào được không? À. Thế này à, nếu mà nói về cái phân khúc giá của máy đọc sách thì bây giờ nó cũng tương đối là rộng các bạn nhé nói dao động từ khoảng độ tầm 1 triệu cho đến 15-20 triệu Tức là một cái khoảng rất là rộng Rất rộng Chứ giá của nó cũng không hề rẻ Không hề rẻ một tí nào cả Máy đọc sách thì bây giờ nó không hề rẻ một tí nào Đặc biệt là những chiếc máy mà có màn hình to, à, chạy hệ điều hành Android, có chức năng ghi chú thì thực sự nó rất là đắt Tuy nhiên quay lại cái câu chuyện đến là chúng ta vẫn phải xác định rõ là nhu cầu đọc của chúng ta là gì từ nhu cầu thì chúng ta sẽ tìm có hai cái vấn đề đấy là nhu cầu và ngân sách dựa vào hai cái vấn đề đấy là nhu cầu và ngân sách thì chúng ta sẽ tìm được cho mình một cái thiết bị nó phù hợp đấy quay lại cái câu chuyện về nhu cầu là cái thứ mà đáng quan tâm nhất đấy là gì đấy là nhu cầu về việc đọc à khoảng tầm mình sẽ mình chưa có một cái thống kê cụ thể nhé nhưng mà đâu đấy trên 90% những người đọc sách Bây giờ thì người ta chỉ có nhu cầu đọc những cuốn sách ví dụ như này là đơn thuần về mặt tách là chữ thôi. Trên 90%. Còn đâu đấy một cái tỷ lệ rất là nhỏ từ 5 đến 10% thì người ta có nhu cầu về đọc những tài liệu chuyên ngành. Mà đặc thù những tài liệu chuyên ngành đấy là người ta thường làm file PDF, ví dụ như là y e này, kiến trúc này, IT này, xây dựng. Đấy những cái ngành đặc thù như vậy thì người ta sẽ làm cái định dạng file PDF thì mình đang tách riêng ra cái nhóm nhu cầu đấy và chúng ta đang bàn đến cái đối tượng lớn nhất đấy là khoảng tầm 90% người dùng chỉ có đơn thuần đấy là đọc những cái nội dung dạng chữ như này thôi. Đấy, những cuốn sách như này các bạn thấy đấy. Vậy thì với với cái nhu cầu này các bạn hình dung là cái nhu cầu chỉ đọc và hiển thị chữ lên trên màn hình thì nó rất là đơn giản. Ở đây mình chia sẻ các bạn một chút này. Đấy là ví dụ đơn thuần là trong cái dòng máy đọc sách Kindle của Amazon thôi. Thì nó sẽ có mức giá đâu đấy tầm từ 1 triệu cho đến 6-7 triệu. Và đây mình xin nhắc các bạn một điều để các bạn lưu ý cho mình. Máy đọc sách nó không giống với điện thoại hay máy tính bảng. Cho nên các bạn đừng dùng cái mindset của mình khi mà đi mua điện thoại máy tính bảng để mua máy đọc sách nhé. Không phải là máy đắt tiền hơn thì nó sẽ nhiều tính năng hơn, nó xịn sò hơn, nó chạy nhanh hơn. Không phải. Nên nhớ không phải điều đấy. À, một chiếc máy đọc sách, ví dụ như chiếc này là chiếc Paperwhite 3 nó chỉ có giá tầm 2 triệu thôi. Và đây là chiếc Kindle acid 3 có giá đâu đấy tầm 7 triệu bây giờ, tức là nó hơn gấp 3. Tuy nhiên chị có thể thấy, ví dụ là à, em sẽ bật cho chị một cái file sách để chị thấy là nếu như chị tự so sánh thì chị thấy hai chiếc máy này về cái hiển thị nó có khác nhau nhiều không? Ờ, đối với tôi nhìn thì thấy nó không có gì là khác nhau. Không khác nhau, ok. Chị thử xem là cái tốc độ xử lý như thế nào, tốc độ lật trang nó có khác nhau không? Ừ, tốc độ lật trang thì nó giống nhau. Giống nhau? Đúng. Các bạn nên lưu ý điều đấy nhé. Máy đọc sách từ rẻ cho đến đắt tiền thì hai cái thứ cốt lõi của nó đấy là công nghệ màn hình và tính năng tốc độ xử lý nó gần như là tương đương nhau đấy cho nên khi mà những khách hàng mà hỏi mình mua máy thì mình thường nói với họ đơn giản thôi ấy là với nhu cầu đọc sách của em ấy, thì có bao nhiêu tiền mua máy thì lấy tiền không cần phải cố lên để mua máy ở tầm tiền cao hơn làm gì cả bởi vì thực sự mà nói thì cái cốt lõi của nó cho cái việc đọc cái nhu cầu đọc của họ ấy, nó không giải quyết vấn đề gì cả khi mà phải bỏ thêm tiền đấy Tất nhiên là máy đắt tiền thì nó sẽ phải có những cái giá trị riêng của nó chứ không thì người ta sẽ không mua những cái máy 6 7 triệu cái này. Vậy thì máy đắt tiền nó khác máy rẻ tiền ở chỗ nào? Nó sẽ cho người dùng những cái thiết kế đẹp hơn. Chị thấy hai chiếc máy này thiết kế khác nhau không? Ừ, trông nó trông trong cái bên tay phải của bạn thì nó rất là xịn sò rồi. Đúng rồi, xịn sò nhìn hiện đại đúng không? Nhìn cầm và nhìn rất đã mắt. Thì những cái chiếc máy đọc sách đắt tiền nó đắt là đắt ở chỗ đấy. Thứ nhất là nó sẽ có một cái thiết kế được trau chuốt hơn, tỉ mỉ hơn, đẹp hơn. Thứ hai là cái vật liệu để làm nên những chiếc máy này thì nó cũng sẽ là đắt tiền hơn. Ví dụ như chiếc máy này nó có là vỏ nhôm và màn kính. Trong khi đấy thì những chiếc máy rẻ tiền, ví dụ như chiếc Paperwhite này thì uh, vỏ nhựa, màn nhựa. Tất nhiên đấy là những thứ mà chúng ta phải đánh đổi. Khi mà chúng ta chọn một cái chiếc máy có mức giá ở phân khúc thấp hơn, tuy nhiên vẫn phải nhắc lại đấy là cái cốt lõi của nó phục vụ cho nhu cầu đọc của chúng ta thì nó không khác nhau là bao cả. Cho nên khi mà các bạn lựa chọn cho mình cái nhu cầu đọc với cái nhu cầu đọc thông thường nhé, đọc sách chữ thông thường thì các bạn không phải cần quá quan tâm hay là quá đầu tư nhiều vào một chiếc máy đọc sách làm gì cả. Tất nhiên, các bạn có nhiều tiền thì các bạn sẽ có những thiết bị nó đẹp hơn, tranh xả hơn và nó sẽ tiện dụng hơn cho quá trình chúng ta sử dụng nhưng nó không phải là thứ mà chúng ta cần phải ưu tiên khi mua máy đọc sách. Ok. Còn nói thêm một chút nữa đấy là cái cái đối tượng nhỏ hơn cái đối tượng nhỏ hơn là tầm 5 đến 10 phần trăm mà những người có nhu cầu đọc file tài liệu PDF chuyên ngành ấy. thực sự mà nói thì thời gian thời gian gần đây thì em cũng có bán thêm một vài dòng máy ví dụ như đây là chiếc máy Cobo của nhà sản xuất Kobo Rakuten cái nhược điểm của những cái máy đọc sách Kindle là nó không có phần mềm tối ưu cho việc đọc PDF cho nên là ví dụ như khi mà chị cho một cái file PDF cái khổ A4 lại to mà nó cho vào một cái màn hình 6 đến 7 inch như này thì nó sẽ bị co lại to theo bố cục đúng cho nên chữ đúng. nó sẽ bị bé bởi vì là nó cho vào như nào nó hiển thị nguyên như vậy. Nhưng trong khi đấy thì những chiếc máy khác ví dụ như chiếc Cobo um, Aura One này thì thứ nhất là nó có một cái màn hình to cho nên là chữ nó sẽ to hơn. Và thứ hai ngoài ra thì nó sẽ có cài được thêm những cái phần mềm mà nó hỗ trợ tối đa cho việc đọc PDF. À, nó có thể scale chữ to ra nhỏ lại cho các bạn có thể chỉnh được thậm chí là sai chữ, phông chữ, giãn dòng thì nó sẽ hỗ trợ tốt hơn cho cái việc đọc file PDF. Cho nên nếu như bạn nào mà có nhu cầu đọc file PDF thì nên tìm hiểu những dòng máy ví dụ như Cobo hoặc là những cái dòng máy em nói chạy Android. Đấy. Và một nhóm người dùng nhỏ rất nhỏ nữa. Đấy là những người mà người ta có nhu cầu gọi là viết vẽ ghi chú trực tiếp khi mà người ta đang đang đọc sách ấy. Thực sự mà nói thì mình thấy rằng là cái đối tượng đấy nhỏ. Ví dụ đối bình thường thì người ta chỉ cần highlight hoặc thích nốt lại hoặc bookmark lại thôi chứ còn cái việc mà ghi chú nó ít lắm. Nhưng mà bây giờ thì cũng có những nhà sản xuất người ta làm những cái máy đọc sách có màn hình tận 10 inch, có hỗ trợ bút và công nghệ bút của Wacom, chị biết bút của Wacom đúng không? Đấy, tức là cái việc mà viết, vẽ, ghi chú lên màn hình nó cực kỳ tốt. Thì nhưng tuy nhiên là các bạn khi mà lựa chọn những cái máy đấy thì các bạn sẽ phải chấp nhận ở một cái mức giá có thể nói là rất đắt. Nó sẽ dao động từ khoảng độ tầm 8 triệu cho đến 15-20 triệu, một cái mức giá cực kỳ cao để chúng ta được sở hữu những cái thiết bị đấy tuy nhiên thì đối tượng người dùng chính thì người ta cũng chỉ đọc những cái nội dung về tech mà trên là cái việc lựa chọn máy đọc sách thì như em nói từ lúc đầu nó cũng về cơ bản là đơn giản thôi tóm lại một câu là có bao nhiêu tiền mua máy chẳng lấy tiền cảm ơn những cái chia sẻ của hải à, vâng thưa các bạn thì những cái chia sẻ của bạn đông hải vừa rồi rất là hữu ích đối với cả cá nhân tôi và tôi cũng hy vọng rằng là những cái chia sẻ của bạn hải trong suốt thời gian vừa qua sẽ hữu ích đối với cả các bạn xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo của chương trình chuyển động cùng chạm